Chào ông Thảo Quán Mua. Hôm nay ông đã được mãn hạn tù, ông có thể cho biết là ông bị đi tù vì lý do gì không ạ? Vâng, tôi là Thảo Quán Mua ở xã Mê Hương, huyện Hàm Yên. Tôi bị nhà nước quy vào tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Nhưng tôi chỉ làm một cái nhà nhỏ để đồ tăng lễ cho khi nào có người chết thì mang cái đồ đi làm tăng lễ, khi nào làm xong thì mang về gửi của nhà kia. Tôi không có gì sai phạm với nhà nước thì nhà nước quy vào tuổi tôi tuổi điều 258, nhưng tôi lại không nhận tội. Nếu tôi chuyển xuống trại giam Nam Hà ngày 17 tháng 9 năm 2014, tôi vào buồng 10 đội 2 phân trại 1, tôi cùng với một em Nguyễn Văn Oai thứ hai. Nguyễn Văn Oai và Nguyễn Văn Oai, yeah. không nhìn tuổi, yeah. Thứ hai tôi cùng với Lê Văn Sơn, yeah. Không nhìn tuổi nhưng mà trước cũng bị cán bộ đánh đập 1-2 lần, 2-3 lần. Có thứ ba thì có đủ Hoa thì không nhớ tên mấy, ông Hoa ở Ba Giang cũng không nhìn tuổi. Dạ, có phải là Đỗ Văn Hoa không ạ? Đúng. Đúng là Đỗ Văn Hoa ở nhà Ba Giang không nhìn tuổi. Vâng, thế tình trạng cuộc sống chung ở trong trại giam giữ chú với cả những người bạn tù kia thế nào ạ? Đúng là trải ra mà tù thì ngoài ra tôi cũng không biết rõ, nhưng mà trong buồng mình thì nó làm việc cũng hay, nó cũng hay làm cho nó làm quá nhiều, nhưng mà một số làm cũng bảo lúc nào cũng bảo làm không đủ sản phẩm, phải không đủ sản phẩm phải không được xét loại. Có nghĩa là ở trong trại giam là các ông đã phải làm việc và các quản giáo cứ nói là các ông làm việc không đủ sản phẩm. Vâng. Và không được xếp loại thì xếp loại như thế nào ạ? Xếp loại nếu không đủ sản phẩm thì xếp loại kém. Thế làm như thế thì có được hưởng lương hay là chế độ ăn uống thì thế nào ạ? Không biết, nhưng mà cán bộ thì bảo là làm tính một ngày 15.000 đồng một ngày. Vâng. 15.000 đồng thì các ông có được hưởng cái 15.000 đồng đấy không ạ? Không biết. Không biết. Chắc được. Lúc nào ra trại thân ra thanh toán. Thế hôm nay ông ra trại thì ông được thanh toán bao nhiêu tiền? Hôm nay ra trại thì chỉ được thanh toán 20.000 đồng tiền ăn uống đi về, 150 không nhớ rõ tiền đi xe. Thế ông làm ở trong trại như thế tính ra là 15.000 một ngày thì họ bảo là ra trại thì được thanh toán, mà như vậy thì ra trại đâu có được thanh toán. Cái này không nhìn tuổi thì chắc không có, người nhìn tuổi có tiền thanh toán ấy. Dạ vâng ạ. Thế cuộc sống hàng ngày, các khẩu phần ăn ở trong trại giam thì như thế nào ạ? Trong trại giam ăn thì cũng bình thường. Ví dụ thức ăn như thế nào? Thức ăn thì cái điều nội quy thì không nhìn tuổi cũng không đào đều điều nội quy, nhưng mà chỉ một tuần thì một lần cá hay là một lần thịt lợn. Dạ. Vâng ạ. Nhưng mà tôi lại không nhìn tuổi. Nếu tôi chuyển vào
chuyển xuống trại giam Nam Hà ngày 17 tháng 9 năm 2014. Tôi vào buồng 2 à buồng 10 đổi 2 phân trại 1. Tôi cùng ở cùng với một em Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Văn Oai. Thứ hai Nguyễn Văn Oai. Và Nguyễn Văn Oai. Dạ. Không nhìn cũng không nhìn tuổi. Dạ. Mà, thứ hai tôi cùng với Lê Văn Sơn. Dạ. Không nhìn tuổi nhưng mà trước cũng bị cán bộ đánh đập một hai lần, hai ba lần. Có thứ ba thì có chào ông Thảo Quán Mua. Hôm nay ông đã được mãn hạn tù, ông có thể cho biết là ông bị đi tù vì lý do gì không ạ? Vâng, tôi là Thảo Quán Mua ở xã Mê Hương, huyện Hàm Yên. Tôi bị nhà nước quy vào tuổi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước nước, nhưng tôi chỉ làm một cái nhà nhỏ để đồ tăng lễ cho khi nào có người chết thì mang cái đồ đi làm tăng lễ, khi nào làm xong thì mang về gửi của nhà kia. Tôi không có gì sai phạm với nhà nước thì nhà nước quy vào tuổi tôi tuổi điều 258 đủ. Hoa thì không nhớ tên mấy, ông Hoa ở Ba Giang cũng không nhìn tuổi. Dạ, có phải là Đỗ Văn Hoa không ạ? Ừ, đúng. Đúng là Đỗ Văn Hoa ở nhà Ba Giang không nhìn tuổi. Vâng, thế tình trạng cuộc sống chung ở trong trại giam giữ chú với cả những người bạn tù kia thế nào ạ? Đúng là trải ra mà tù thì ngoài ra tôi cũng không biết rõ, nhưng mà trong buồn mình thì nó làm việc cũng hay, nó quy nó cũng hay làm cho nó làm quá nhiều, nhưng mà một số làm cũng bảo lúc nào cũng bảo làm không đủ sản phẩm, phải không đủ sản phẩm phải không được xét loại. Có nghĩa là ở trại trong trại giam là các ông đã phải làm việc và các quản giáo cứ nói là các ông làm việc không đủ sản phẩm. Vâng. Vâng. Và không được xếp loại thì xếp loại như thế nào ạ? Xếp loại nếu không đủ sản phẩm thì xếp loại kém. Thế làm như thế thì có được hưởng lương hay là chế độ ăn uống thì thế nào ạ? Không biết, nhưng mà cán bộ thì bảo là làm tính một ngày 15.000 đồng một ngày. Vâng. 15.000 đồng thì các ông có được hưởng cái 15.000 đồng đấy không ạ? Không biết. Không biết. Chắc được. Lúc nào ra trại thanh toán. Thế hôm nay ông ra trại thì ông được thanh toán bao nhiêu tiền? Hôm nay ra trại thì chỉ được thanh toán 20.000 đồng tiền ăn uống đi về, 150 không nhớ rõ tiền đi xe. Vâng. Thế ông làm ở trong trại như thế tính ra là 15.000 một ngày thì họ bảo là ra trại thì được thanh toán, mà như vậy thì ra trại đâu có được thanh toán. Cái này không nhìn tuổi thì chắc không có, người nhìn tuổi có tiền thanh toán cái. Dạ vâng.